Chào mừng anh em đã quay trở lại channel Tấn Tài Gamin ha. Hôm nay thì chúng ta sẽ chơi một cái tựa game có tên là Vessel Anime Defense. Rồi ok, đây là một cái tựa game thủ thành mới. Trước khi mà vào chơi thì chắc chắn chúng ta cần phải nhập code là form nào. Theo mình thấy thì tổng cộng có 5 cái code thôi. Đây là cái đầu tiên nè. Đấy, được 1000 gem luôn em ạ. Có gem là chắc chắn chúng ta sẽ quay được nhân vật. Code thứ hai, thêm 500 gem nữa. Và code thứ ba, 1000 gem. Trời ơi, quá ngon anh em ơi. Code thứ tư, thêm 1000 gem nữa. Và code cuối cùng, 3 khu vực triệu hồi nhân vật. Một lần triệu hồi sẽ tốn khoảng tầm 50 gem. Và ở đây anh em có thể thấy là có 3 nhân vật thần thoại. Đầu tiên đó chính là Killua. Còn cái con nhân vật này thì mình không biết tên gì, nhưng mà nó hình như ở trong bộ anime Jujutsu Kaisen thì phải. Cái bên đó chính là Gon nha, trong bộ anime Hunter X. Game này thì làm nhân vật rất là giống với lại trong anime luôn, chứ không có làm khác hoàn toàn như là anime Defender nè ạ. Rồi mở 10 lần nha, mình có nhiều gem mà. Goku, trời dạng Ebit luôn, trong bộ anime Thanh Gươm Diệt Quỷ. Để coi mở hết 5000 gem thì chúng ta có được nhân vật thần thoại nào hay không nha. Tiếp tục. Trời ơi, toàn dạng re không vậy? Mới trúng một cái con huyền thoại á anh em. Ê, 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 mới được nhân vật thần thoại rồi. Thậm chí còn được một con huyền thoại, đó chính là Bulma nữa. Thường thì nhân vật Bulma này á, nó sẽ là một con bút tiền anh em ạ. Trời ơi, mới vừa vào là có bút tiền luôn nha. Hồi nãy mình mở được một con thần thoại đâu? Ủa? Mình thấy rõ ràng là xuất hiện dạng thần thoại nữa mà. Hay là bị hoa mắt đồ các kiểu ta? Làm mừng hụt với em ạ. Thật sự là mấy cái con thần thoại này mình cũng không thích lắm đâu nha. Nhưng mà hiện tại thì phải chờ tới 40 phút nữa nó mới thay đổi và bán những con nhân vật khác. Trong đây không có nhân vật nào trong One Piece hết trơn. Còn có 2500 gem à. Ra thần thoại đi mà. Ê, mới được một con huyền thoại nữa. Từ từ đi, một hồi mình sẽ trang bị. Buồn thiệt chứ, 500 gem cuối cùng. Trời ơi, không được nhân vật thần thoại anh em ơi. Vào trong cái khu vực chơi nha. Lít thì nó sẽ tự động dịch chuyển chúng ta đi luôn. Ở đây game này mới nên hiện tại chỉ có 3 map thôi. Đầu tiên đó chính là map Dragon Ball hành tinh Namek anh em ạ. Ý đây là con boss đó hả? Một thành viên của biệt đội Ginyu. À, chỗ này là quái nó sẽ đi vào hay sao anh em ạ? Đây, 15 máu. Đặt Bulma ra nha anh em. À mà thôi, để từ từ đi, phòng thủ trước cái đã. Sử dụng nhân vật trong bộ anime Ngạ Quỷ. Trời ơi, chiêu nhìn đỉnh vậy. Nhưng mà cái tầm đánh rất là nhỏ nha anh em. Tầm đánh hình chữ V nè, nhưng mà nhỏ xíu à. Được cái là hiệu ứng của nhân vật nó rất là ghê. Anh em nhìn cái cánh xịt lửa kìa, đẹp không? Có một con quái 15 máu đi qua rồi, kệ đi. Mình có tới 500 máu mà anh em. Một con vào cũng chả ảnh hưởng mấy.
hai con luôn. Rồi, đặt gon. Trời, cái con gon này xịn vậy. Vừa mới đặt ra là AOE toàn phần luôn nha anh em. Ngon vãi, tuy là chỉ thuộc dạng huyền thoại. Vậy cái con gon thần thoại chắc đỉnh dữ lắm ha. Anh em nhìn nè, nó ngồi đóng luôn, chứ không có phải là đứng như là những nhân vật khác. Nhìn hài ha. Nè, về phần đam thì con này 41 khi mà mới đặt ra, nhưng mà đánh AOE toàn phần thì cũng quá ngon. Đặt thêm Bulma đi. Nhân vật Bulma thường là chỉ có bút tiền thôi em ạ, chứ không có làm gì khác. Không biết là mình cần phải chơi tới màn thứ bao nhiêu ha. Có cài đặt tự động bỏ qua nhanh không ta? Ờ à, đây nè nè, bảo lên là tự động nó sẽ bỏ qua màn luôn mà không cần mình phải nhấn. Tiền lên quá trời với đất anh em ơi. Đúng là có Bulma có khác. Y quái 70 máu rồi. Để mình nâng cấp gold lên. Đấy, nâng cái con trong bộ anime ngạ quỷ luôn em ạ. Nhân vật này tên gì mình quên mất tiêu rồi ta. Toka gì phải không? Những cái màn đầu tiên như thế này á, thường thì cũng khá là dễ thôi, không tới nỗi là khó đâu. Nâng cấp gold tiếp nè. Lần tiếp theo là nó sẽ thay đổi chiêu thức nha. Anh em thấy nó có để đây nè. Cần 2.000 tư tiền. Để coi làm gì. À, hình như là nó bay lên nó đấm hay sao anh em ạ. Phải không? Đúng rồi, bay lên đấm xuống. Thời gian đánh là 8 giây nè. Nâng tiếp. Ủa, maximum nữa hả? Nhanh vậy. 300 đam. Mà tính ra xui ha. 5kz mà mình không quay trúng được một con thần thoại. Cây ghê. Nâng lên luôn nè. Hồi nãy là đứng ở phía dưới đất nó trưởng anh em ạ. Còn chiêu bây giờ là nó nhảy lên nó trưởng. Đó nè, thấy không? Nhưng mà cái tầm đánh của nó xa hơn, với lại là nó chuyển sang cái vòng tròn chứ không phải là hình chữ V nhỏ xíu giống như lúc nãy nữa. Những cái tựa game như thế này á, nói chung là mới vừa vào thì chúng ta yếu yếu, phải xài mấy con huyền thoại này anh em ạ. Chứ mà mạnh rồi thì chắc chắn dạng huyền thoại chúng ta không đụng tới đâu. Đó, bây giờ mới maximum nha. 6 giây đánh lần. À, boss đã xuất hiện. Nó có cái lông máu nè anh em. Hiển thị ở trên cái chỗ này luôn nha. Có 600 máu à. Tuổi, sao đi qua được cái chỗ này. Trời, được cái hạt đậu nè. Với lại 80 gem. Chúng ta có thể chọn tiếp tục chơi cái màn tiếp theo, hoặc là chọn đi ra ngoài nha mà. Để mình đi ra ngoài coi, nghiên cứu vòng vòng coi còn cái gì khác. Chỗ này thì chúng ta sẽ quay bát cho nhân vật anh em ạ. Mình có 6 cái token dùng để quay nè. Hình như là lúc nãy nhập code nó cho. Giờ quay cho con huyền thoại thì cũng hơi phí. Mình đợi kiếm được con thần thoại quay thì nó sẽ hợp lý hơn. Nhưng mà thôi kệ, thử một hai cái cho anh em xem nha. Được cái hình cây kunai trong Naruto anh em ạ. Chắc cũng không ngon lành gì đâu. Tiếp tục.
Cái xịn nhất là 0,05%, mình thấy nó tăng tùm lum luôn. Nhất là đam nè, 275%. Nói chung á, cái này nó giống với lại bách toàn năng trong anime Defender á nè, y chang vậy á, tăng đủ thứ hết á, nhưng mà khó quay ra. Ê, được cái tăng đam 3 nè anh em, 15% đam. Thôi kệ, xài đỡ chơi cũng được. Với lại đây là nhân vật quyền thoại mà, đâu cần phải quay chúng bách xịn rồi các kiểu anh em. Đây là nơi mà chúng ta có thể tiến hóa nhân vật. Thường mình nghĩ là tiến hóa chỉ dành cho mấy cái con thần thoại trở lên thôi, chứ quyền thoại thì tiến hóa gì anh em. Còn khu này là chỗ chúng ta sẽ đi những cái thử thách để lấy nguyên liệu. Không có vào được do là mình vẫn chưa hoàn thành cái phần story nữa mà. Thường là như thế. Những cái tựa game thủ thành thì nó như nhau thôi à, không có khác là mấy. Thôi, nói chung là tới đây cũng được rồi. Hôm nay thấy có một cái tựa game thủ thành giống giống với lại anime Defender, nên là vào quay clip cho anh em xem. Mình thấy cũng khá là thú vị á. Anh em muốn thì có thể vào chơi để trải nghiệm thử. Giờ thì mình sẽ kết thúc video đây luôn. Tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong những tập kế tiếp nha. Bye anh em. Trời ơi, sao tóc đỏ nè, ngầu thế.